Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì chương trình Dân ta phải biết luật ta sẽ có một cái video có tên là Ủy quyền bán tài sản chung vợ chồng. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc nó là như thế này. Thì có một cái khách hàng nam họ đến với văn phòng, họ bảo rằng bà vợ hợp pháp của tôi, bà ủy quyền để bán cái tài sản chung vợ chồng của tôi và bà. Thì cái việc ủy quyền này, tôi cũng không rõ là mà trên cái hợp đồng ủy quyền này chỉ có một mình bà ủy quyền mà thôi. Và sau khi mà ủy quyền cho bán cái tài sản tạo lập trong thời kỳ hôn nhân của tôi và bà đó, thì cái người mà được ủy quyền bán, họ đã đem thế chấp ngân hàng. Và kết quả là bây giờ ở ngân hàng yêu cầu tôi tham gia tố tụng với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin phân tích cho quý vị và các bạn thế nào là ủy quyền bán tài sản chung vợ chồng. Thì nôm na anh bảo rằng là anh và chị kết hôn vào những năm 2000. Thì khi kết hôn thì anh chị có tạo lập một cái tài sản là một cái nhà. Và trong cái quá trình sống chung như vậy thì anh chị phát sinh mâu thuẫn và chị đã về nhà mẹ ruột của mình và mang theo bản chính của giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Và trong cái thời gian này thì chị và anh không hẳn là ly hôn nhưng tạm thời không liên lạc nhau. Và cũng tại thời gian này thì chị đã ủy quyền bằng cách là cho một cái người khác để định đoạt tài sản chung vợ chồng. Thì khi mà anh vẫn ở trên cái căn nhà này, và anh bảo với tôi có hai vấn đề xảy ra. Thứ nhất, anh bảo rằng liệu cái quyền tài sản trong cái khối tài sản chung vợ chồng này, anh có được bảo vệ, được pháp luật bảo vệ hay không? Và câu trả lời thứ hai nữa là nếu trong trường hợp chị ủy quyền cho một người nào đó để định đoạt tài sản chung vợ chồng thì có bị pháp luật bắt tù tội hay không? Thưa quý vị và các bạn, tôi đã trả lời anh rằng trong trường hợp chị ủy quyền để định đoạt cái tài sản chung vợ chồng thì đây là vấn đề dân sự, nó không ảnh hưởng gì tới cái vấn đề hình sự hóa. Vì giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chỉ đứng tên một mình chị, cho nên đúng ra cái quy trình của phòng công chứng là phải xác định, khi mà ủy quyền thì phải xác định đây là tài sản cá nhân hay là tài sản chung vợ chồng, bằng cách là các phòng công chứng sẽ có một cái yêu cầu cái người ủy quyền để định đoạt cái tài sản nhà này là cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Nếu trong trường hợp đó chị độc thân thì chị được quyền định đoạt cái tài sản này bằng cách chuyển nhượng, chiếm hữu, sử dụng và định đoạt bằng cách ủy quyền cho người thứ ba để định đoạt cái tài sản của chị. Tuy nhiên rằng trường hợp thứ hai, phòng công chứng yêu cầu nếu trong trường hợp tài sản này có ý kiến của người chồng hoặc người vợ thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra: người chồng và người vợ đồng ý ủy quyền hoặc là một cái văn bản cam kết đây là tài sản riêng của vợ tôi và vợ tôi có quyền toàn quyền định đoạt cái khối tài sản đấy. Đây là một cái lỗi chính xác trong cái việc mà yêu cầu cái người công chứng phải có đầy đủ cái giấy tờ hợp lệ. Và tôi cho rằng là đối với trong trường hợp này thì anh có quyền khởi kiện yêu cầu độc lập, cho rằng là cái bà vợ của tôi đã định đoạt cái tài sản chung vợ chồng, mặc dù cái tài sản chung vợ chồng chỉ đứng tên một mình bà, tuy nhiên bà đã định đoạt cái khối tài sản chung mà không hỏi ý kiến của tôi. Vậy trong trường hợp này nếu có mua bán, chuyển nhượng, thế chấp ngân hàng thì cái hợp đồng này sẽ ủy quyền, hợp đồng ủy quyền nó sẽ vô hiệu một phần. Ý chí của bà vợ là bà đã
định đoạt cái khối tài sản 1 phần 2 khối tài sản chung vợ chồng, còn riêng của tôi, cái phần của tôi trong 1 phần 2 khối tài sản là vô hiệu. Thưa quý vị và các bạn, đó là cái câu trả lời của tôi về cái vấn đề vô hiệu một phần, và cái ý chí anh sẽ không mất phần trong cái khối tài sản chung vợ chồng. Trở lại câu hỏi thứ hai của tôi, thì câu hỏi thứ hai của anh mà văn phòng tôi phải trả lời là trong trường hợp này có bị hình sự hóa, có bị tù tội hay không, thì tôi trả lời với anh, thưa không. Vì chị là một người dân, chị hiểu, chị cho rằng là tài sản trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ có một mình chị đứng tên, và ra phòng công chứng thì chị ủy quyền cho một người thứ ba để định đoạt tài sản. Tài sản này do một mình chị đứng tên. Thì nó phải phụ thuộc vào ý chí của chị, rằng ý chí có ý định là để có động cơ là để lừa đảo anh để mình đạt được để định đoạt cái tài sản này hay không. Còn bình thường thì vấn đề là một chỗ chị chỉ nghĩ một cái nghĩa thông thường là tôi không có thời gian, tôi ủy quyền cho một người thứ ba để giúp tôi một làm một cái việc gì đó, và có thù lao hoặc không thù lao, thế thôi. Thưa quý vị và các bạn, thì thực tế trong đời sống xã hội có rất nhiều những trường hợp nó rất là khó phân định giữa tài sản được tạo lập chung hay riêng trong thời kỳ hôn nhân. Thì hôm nay thông qua cái video này tôi cũng muốn phân tích cho quý bạn đọc biết trong trường hợp nào được xem là tài sản chung vợ chồng và trong trường hợp nào được xem là tài sản riêng của vợ chồng. Theo quy định của luật hôn nhân và gia đình thì tài sản chung vợ chồng là tài sản được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Bây giờ tôi cho một cái ví dụ cụ thể. Ví dụ như bây giờ hôm nay tôi với ông A kết hôn từ năm 2000, thì đến năm 2003 thì ông A đi xuất khẩu lao động. Thì cái tài sản, cái công sức ông A gửi tiền về, và tôi đã mua một cái quyền sử dụng đất, mua cái tài sản đó. Và trong cái quá trình mua thì có thể là chỉ đứng tên một mình tôi thôi. Thì tài sản này mặc dù đứng tên một mình tôi nhưng được xem là tài sản chung vợ chồng, được tạo lập chung trong thời kỳ hôn nhân. Có một cái vụ kiện nó như vậy đó. Cô vợ được ở nhà và anh chồng đi hợp tác lao động. Và khi anh chồng đi hợp tác lao động thì anh về là anh ly hôn. Thì anh bảo rằng những cái giấy tờ mà anh gửi về qua hệ thống sau kê ngân hàng là một cái số tiền, và anh yêu cầu được chứng minh, được tòa án chứng minh đây là tài sản riêng của anh mà do mồ hôi nước mắt anh trong những ngày lao động. Cái phán quyết của tòa thì tùy theo cái quan điểm của vị thẩm phán được xem là tài sản chung và tài sản riêng vợ chồng. Thì cũng câu chuyện nó như vậy. Thì anh A này anh đi hợp tác lao động nước ngoài. Thì trong quá trình đi hợp tác lao động nước ngoài thì giữa anh và chị có ba người con chung. Thì anh gửi tiền về cho mẹ ruột của anh, mua một cái loại tài sản số 1, mua loại tài sản số 2 và mua loại tài sản số 3. Thì có tài sản là đứng tên anh, có tài sản là đứng tên mẹ chồng, cũng có tài sản là đứng tên hai vợ chồng. Thì khi ly hôn thì anh yêu cầu toàn bộ tài sản này là tài sản do công sức anh tạo ra riêng trong thời kỳ hôn nhân. Thì tòa đã bác bỏ yêu cầu của anh và tòa cho rằng là đây là công sức của anh được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân giữa anh và chị. Nếu như trong trường hợp anh có những ngày đêm lao động vất vả ở nước ngoài thì chị cũng giúp anh nuôi ba đứa con trưởng thành và lên người. Thưa quý vị và các bạn, cái việc mà tài sản được tạo lập chung và riêng trong thời kỳ hôn nhân là một cái vấn đề mà cho đến nay pháp luật cũng chưa có rạch ròi. Vì quan điểm của người phong tục Á Đông thì yêu nhau của ông cũng rõ ròi. Anh ơi, khi tài sản này thì tôi được 10 đồng. Và ghét nhau thì trái ngược hoàn toàn là như vậy. Trong trường hợp thứ hai, tôi cũng muốn phân tích cho quý vị và các bạn, đó là trường hợp được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Và đây cũng là một cái vấn đề mà
mong muốn của văn phòng luật sư gửi đến quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn hiểu hơn thế nào là tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Thưa quý vị và các bạn, tôi có một cái hồ sơ như thế này. Anh chồng khởi kiện ly hôn và chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Anh bảo rằng là tài sản về mặt hôn nhân thì chị đồng ý ly hôn, tuy nhiên về mặt tài sản thì chị không đồng ý, và chị cho rằng tài sản này là tài sản được tặng cho riêng, được thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân. Được tặng cho riêng là như thế nào? Được tặng cho riêng là như thế này. Anh và chị kết hôn vào những năm 1998. Khi anh và chị kết hôn thì ba ruột của chị đã cho ba người con ruột, trong đó là có một anh, một em và chị, một cái quyền sử dụng đất, gồm có ba người, tôi cứ giả dụ là mỗi người 100 mét vuông và trên đất, ba chị cất cho mỗi người một căn nhà. Thì khi mà đồng ý rằng đây là tài sản, anh kết hôn với chị vào năm 1998, đến năm 2004 thì ba chị đã xây nhà và cho con gái, cho con ruột của mình bằng một cái văn bản, và họ đã có xác lập bằng một cái văn bản. Ông bố ruột của chị, ông bố vợ nói rằng là hôm nay tôi ngày mấy tháng mấy năm 2004, tôi tặng cho con ruột của tôi gồm A, B và chị một cái quyền sử dụng đất trên đất có căn nhà. Thì hiện tại tòa án đang có phán quyết, nhưng tôi cho rằng cái tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân đã được tòa án chấp nhận bằng hình thức là đây là tài sản được bố mẹ vợ tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân, và cái quyền này được bất di bất dịch và được pháp luật bảo vệ cho dù vợ chồng kết hôn trong thời kỳ hôn nhân. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là những video có những phần hạn chế, vì tôi là một luật sư cá nhân, tôi cũng mong muốn gửi đến quý vị và các bạn những cái thông điệp để cho quý vị và các bạn hiểu thêm, cập nhật thêm những thông tin kiến thức về luật. Cái mong muốn của văn phòng luật sư Hoàng Gia Phúc là chúng ta nghe nhiều những cái phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta chỉ biết nhưng chúng ta không thể nào biết được phân tích thế nào là tài sản chung vợ chồng và thế nào là tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Hôm nay thông qua cái video này, tôi muốn tặng cho quý vị và các bạn, thì chắc chắn những video lần tới tôi sẽ phân tích cho quý vị và các bạn thế nào là tài sản được thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân của vợ và chồng. Tôi mong quý vị và các bạn sẽ đăng ký và theo dõi cái video, cái chương trình Dân ta phải biết luật ta do văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc đảm nhận. Xin trân trọng cảm ơn.